Sao lại làm vậy Lala? Mày làm nằm lạ thế con. Sao lại làm vậy? Này mày xem nào, Lala ơi, lại đây. Sao? Sao lại làm vậy? Hả? Muốn gì? Ôi giời ơi, vui lắm con ạ. Đi thay bím nào. Nào, mày cho thay bím nào. Ôi giời ơi, giời ơi. Nào, đi thay bím. Hỏi làm sao mày lại làm lạ thế? Được rồi. Xong rồi con ơi. Được rồi, em ở đây chơi để mẹ Phương pha sữa thêm này. Bạn con này. Đây đây. Đây đây. Wow 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 wow. Ở đây chơi ngoan để mẹ đi pha sữa nha. Gạo. Lala, sao lại còn nghịch như vậy? Rồi, mẹ pha sữa ở đây em đây cơ mà. Sao lại nghịch như vậy? Mẹ hỏi. Tại sao? Hả? Lần sau không được nghịch vậy nghe chưa? Mẹ xuống pha sữa cho em đây cơ mà. Nghe chưa? Lần sau không được nghịch vậy nhá. Rồi,
Mẹ vừa mới thay quần áo tắm cho. Bây giờ lại bẩn hết rồi. Nhìn cái gì? Có lỗi xong rồi nhìn ánh mắt tội lỗi như vậy à? Đói lắm à con, hay sao mà lại như vậy? Thổi thần. Mẹ pha sữa thêm mà. Thế mẹ cười tao nhìn nữa. Con sao đừng nghịch vậy của mẹ. Nha, phải đổ hết sữa rồi, lấy sữa đâu mà uống nữa. Mày đang phải dọn cái bãi trên trường em tạm ra đây này. Con sao đừng nghịch vậy của mẹ nghe chưa? Đấy, nói mà quay mặt đi đấy.